chi trả thuốc từ quỹ bảo hiểm y tế đã giảm từ 39% năm 2021 xuống 33% năm 2023. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị đánh giá công nghệ y tế do Bộ Y tế tổ chức sáng nay với chủ đề Nâng cao hiệu quả sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế. Báo cáo của vụ bảo hiểm y tế Bộ Y tế cho biết, mỗi năm Việt Nam chi khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ cho chi phí tiền thuốc bảo hiểm y tế, chiếm khoảng gần 35% tổng quỹ bảo hiểm y tế chi trả, sau đó đến chi phí phẫu thuật thủ thuật và chi phí tiền giường. Thuốc vẫn là danh mục chiếm tỷ trọng chi trả nhiều nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh. Trong những năm gần đây, chính sách bảo hiểm y tế đã được mở rộng, tỷ lệ bao phủ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt hơn 90%. Đây cũng là bài toán đặt ra cho việc làm thế nào để đảm bảo cân bằng thu chi quỹ bảo hiểm y tế và vẫn đảm bảo quyền lợi của người bệnh khi đi khám, chữa và điều trị. Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng việc ứng dụng công nghệ số trong đánh giá công nghệ y tế là một trong những công cụ quan trọng nhằm xây dựng lựa chọn chính sách can thiệp y tế như y tế công cộng, dự phòng, vaccine, đàm phán giá giữa nhà chi trả và nhà cung cấp, đặc biệt là trong việc xây dựng định mức chi trả của quỹ bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật, thuốc và vật tư y tế, từ đó kiểm soát cân đối việc thu chi của quỹ bảo hiểm y tế trong hoạt động khám chữa bệnh. Dù sở hữu nhiều lợi thế như giáp biển, diện tích đất đai rộng nhất thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Cần Giờ bao năm qua vẫn là huyện nghèo nhất của thành phố với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới gần 50%. Vậy nên để không ai bị bỏ lại phía sau, thành phố Hồ Chí Minh luôn có những chính sách hỗ trợ ưu tiên cho huyện vùng xa này, trong đó có chính sách y tế và chính sách an sinh xã hội. Cuộc sống thường nhật vốn đã khó khăn, nhưng khi cháy gió trở trời, ốm đau lại càng là vấn đề lớn với những cụ già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như cụ Dậu. Vậy nên những món quà nhỏ về vật chất, đặc biệt là chính sách chăm sóc sức khỏe, y tế miễn phí là vô cùng quý giá với cụ Dậu, cũng như hàng nghìn người dân, học sinh thuộc dạng hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Cần Giờ. Tôi già nghèo, già nhà nước cho được cái theo bảo hiểm thì tôi mừng lắm. Để sau này đi khám bệnh là khỏi tốn tiền. Em thấy rất vui khi mà nghe băng ấp đưa cái phiếu xuống nhận thì em thấy rất mừng, tại vì hết mấy năm rồi em chưa có khả năng để mua bảo hiểm. Tại vì khi anh biết ngày mà ngày ăn mà, bây giờ mua bảo hiểm thì giá quá cao, nó cũng cần tăng thôi mà nên mua không nổi. Nên mà nghe được thì em thấy rất mừng, cũng được một phần nào của ví dụ mua thuốc, thang rồi. Nhà nước cũng cấp sổ bảo hiểm cho chúng tôi, sau này bệnh hoạn ốm đau nó không có gì lo, khỏi gần con cái gì hết. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội miễn phí này là nỗ lực của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là bảo hiểm huyện Cần Giờ trong chương trình tuyên truyền vận động các mạnh thường quân ủng hộ người dân. Riêng trong năm 2023, chương trình của Bảo hiểm xã hội Cần Giờ đã giúp đỡ được hơn 1.200 người dân có thẻ bảo hiểm y tế, và trong năm 2024, chương trình sẽ tiếp tục đề ra những mục tiêu cụ thể. Chúng tôi đã có cái chương trình và tiếp tục đề xuất với bảo hiểm thành phố là bao phủ hết cái độ bao phủ hết đối với hộ cận nghèo này qua năm 2024. Người mà thuộc hộ cận nghèo thì đã được chăm sóc bảo hiểm y tế. Thì chúng tôi quan tâm đến cái việc mà tham gia bảo hiểm xã hội để cho người ta tích lũy cái thời gian và có dần dần đến khi có được hưởng cái chế độ hưu trí khi về già và chăm sóc sức khỏe. Có thể nói đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà còn giúp những người khó khăn có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế bảo vệ mỗi khi họ ốm đau bệnh tật, tạo cơ hội cho họ trở lại cuộc sống lao động, học tập, tiếp tục nỗ lực thoát nghèo. Bên cạnh bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội thiết thực nhất hiện nay, là chỗ dựa cho những bệnh nhân không may mắc phải các căn bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt là đối với những người có điều kiện kinh tế còn gặp nhiều sự khó khăn thì đây thực sự là một chỗ dựa giúp họ yên tâm điều trị. Và sau nhiều năm tham gia, quyền lợi khám chữa bảo hiểm y tế ngày càng được đảm bảo và mở rộng, khẳng định thêm tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội này đối với mỗi người dân. Bệnh nhân 70 tuổi này bị tắc nghẽn mạch máu, phải nhập viện phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam gần 2 tháng nay. Hoàn cảnh khó khăn, bà và gia đình đã phải vay mượn thêm mới có đủ tiền để điều trị. Rất may, vì có bảo hiểm y tế hộ gia đình nên mặc dù điều trị trái tuyến, nhưng bà vẫn được bảo hiểm y tế chi trả phần lớn kinh phí. Thì cái bảo hiểm của y tế thì mua thì nó rất quan trọng. Trong cái lúc đa ứng như thế này,
mà không có nhà bảo hiểm thì không khả năng, không có thể là lao được. Nhưng mà bây giờ trước tiên là có bảo hiểm rất quan trọng với gia đình tôi. Trường hợp của mẹ em á, thì em thấy là cũng nạn. Mẹ vào thì các anh chị đóng tiền rồi, em thấy là cái khoản mà tiền thì cũng nhiều, mà em nghĩ là bên bảo hiểm y tế cũng sẽ là chi trả lại một số ít để cho giảm bớt đi cái phần khó khăn cho gia đình. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, là tuyến cuối của các bệnh viện khu vực miền Trung nên nhu cầu khám chữa bệnh tại bệnh viện là rất lớn. Hầu hết các bệnh nhân đến đây đều là người bệnh nặng, điều trị lâu dài. Vì vậy, việc tạo điều kiện thuận lợi trong thanh quyết toán bảo hiểm y tế cho người bệnh là rất cần thiết. Theo quy định là người bệnh phải muốn khám bệnh đi nữa thì phải giới thiệu, phải chờ rất là lâu. Thì trên địa bàn hành chính mà có một đơn vị điều trị như Bệnh viện Trung Nam, trên một đơn vị hành chính như ở huyện Núi Thành thì nên tạo điều kiện cho các đối tượng, ngoài những đối tượng quy định và các đối tượng khác được tham gia đăng ký khám chữa bệnh đầu, hoặc mở rộng ra địa phương hành chính khác. Thì đây là một trong những thuận lợi mà bệnh viện cũng đề xuất với đây xã hội Việt Nam, để cho là người dân được hưởng tất cả các quyền lợi mà nhanh chóng được khám chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hiện vẫn còn nhiều người chưa hiểu đúng về tác dụng của bảo hiểm y tế nên vẫn tham gia với tâm lý bắt buộc, và chỉ đến khi bị bệnh họ mới biết bảo hiểm y tế quan trọng như thế nào. Và những năm gần đây, bảo hiểm xã hội đã có những kiến nghị thay đổi cũng như chính sách hỗ trợ để tất cả các nhóm đối tượng đều có thể tiếp cận được với thẻ bảo hiểm y tế. Trong thời gian qua thì trong khi nhà nước chưa chính sách thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện cái việc mà hỗ trợ. Rất nhiều các địa phương đã thực hiện cái hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy là còn một số ít đối tượng là chưa được hưởng. Chúng tôi hy vọng rằng là chính phủ sẽ sớm cái sửa đổi cái nghị định 46, trong đó sẽ toàn bộ các đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. Thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam, hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 96,55%. Đây là một trong những nỗ lực của địa phương, bởi để đạt được con số này, Quảng Nam đã có rất nhiều những chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, cũng như tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, dự kiến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng một người. Theo đó, đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn như gia đình có người thân gặp tai nạn rủi ro, tai nạn lao động, người lao động có thu nhập bình quân 6 tháng liền kề dưới 4.680.000 đồng một tháng sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng một người vào dịp Tết Nguyên đán. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị rà soát số lượng đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn để thực hiện các hoạt động chăm lo trong dịp Tết.